Phạm Quỳnh Anh nhận lỗi sau khi bị chỉ trích vì ngồi lên san hô. Sau Quang Vinh, Phạm Quỳnh Anh đã lên tiếng nhận lỗi sau sự cố ngồi lên san hô khi quay clip trải nghiệm du lịch Phú Quốc. Vào sáng ngày 4 tháng 7, thông qua trang cá nhân, Phạm Quỳnh Anh đã gửi lời xin lỗi sau khi bị chỉ trích vì ngồi lên san hô trong chuyến du lịch Phú Quốc cùng với Quang Vinh. Cô viết, Quỳnh Anh và anh Vinh đều là người của công chúng, đều thận trọng với công việc của mình, nên khi bất ngờ xảy ra sự việc này, cả hai khá bối rối. Ý thức được trách nhiệm và tiếng nói với cộng đồng, chúng tôi luôn nói với nhau sẽ thực hiện đúng nghĩa vụ của mình. Sau khi nhận được thông tin phản hồi từ các bạn trong ban tổ chức hoạt động vì môi trường, anh Vinh đã chủ động liên hệ với Viện Hải Dương Học để tiếp nhận những đóng góp của các chuyên gia và cũng đã có động thái chỉnh sửa, loại bỏ hình ảnh không phù hợp trong video. Qua đây, giọng ca Tất Cả Sẽ Thay Em đã gửi lời xin lỗi. Chúng tôi nhận ra những sai sót của mình và có trách nhiệm gửi lời xin lỗi đến khán giả. Vì sai là sai, không bào chữa, cô bộc bạch. Nữ ca sĩ nói thêm, cô ghi nhận những đóng góp thiện chí để cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm và không hoan nghênh những chỉ trích áp đặt từ quan điểm tiêu cực. Mong rằng câu chuyện của chúng tôi sẽ giúp cho các bạn, những cá nhân ở nhiều ngành nghề, chuyên môn khác nhau nhưng có chung niềm đam mê du lịch sẽ tránh khỏi những sai sót, cụ thành viên nhóm HAT chia sẻ. Vào hôm 3 tháng 7, video clip Đảo Ngọc Phú Quốc và những khoảnh khắc khó quên của Phạm Quỳnh Anh và Quang Vinh đã vấp phải phản ứng dữ dội từ cộng đồng mạng. Cụ thể, từ phút thứ 18 phút 39 giây đến 19 phút 30 giây trong clip, nam ca sĩ và ekip có những hành động xâm hại rạn san hô. Anh và Phạm Quỳnh Anh đã ngồi lên san hô trong quá trình ghi hình. Theo một số thông tin, loại san hô mà Quang Vinh ngồi lên có tên là Porites. Sau khi vấp phải sự chỉ trích, đến chiều cùng ngày, giọng ca Vào Đời đã lên tiếng trên trang cá nhân. Anh viết, đây là bài học kinh nghiệm quý giá đối với Vinh và Vinh luôn hoan nghênh những ý kiến đóng góp xây dựng nội dung để đưa ra những thông tin hữu ích cho cộng đồng. Xin lỗi mọi người về những sai sót, Vinh chân thành cảm ơn.